Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ về chủ đề đau khổ trong tâm linh, con đường dẫn đến giác ngộ. Bất cứ khi nào chúng ta bị hại bởi chúng sinh hay bất cứ điều gì khác, nếu chúng ta tạo thói quen chỉ nhận thức về đau khổ, thì khi một vấn đề nhỏ nhất xuất hiện, nó sẽ gây ra đau khổ to lớn trong tâm trí của chúng ta. Điều này là do bản chất của bất kỳ nhận thức hay ý tưởng nào, dù là hạnh phúc hay đau khổ, phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn khi chúng ta quen với nó. Vì vậy, khi sức mạnh của mô hình này dần được xây dựng, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ chúng ta nhận thức đều trở thành nguyên nhân thực sự thu hút sự bất hạnh về phía chúng ta, và hạnh phúc sẽ không bao giờ có cơ hội. Nếu chúng ta không nhận ra rằng tất cả phụ thuộc vào cách mà tâm trí phát triển thói quen này, và thay vào đó, chúng ta đổ lỗi cho các đối tượng và tình huống bên ngoài, ngọn lửa của đau khổ, ác nghiệp, hung hăng sẽ lan rộng như cháy rừng không kết thúc. Chúng ta nên hiểu một cách chính xác rằng toàn bộ lý do tại sao chúng sinh trong thời đại này phải chịu quá nhiều đau khổ là bởi vì họ có năng lực phân định yếu ớt như vậy. Vì vậy, không bị tổn thương bởi những trở ngại do kẻ thù tạo ra, bệnh tật hoặc những ảnh hưởng có hại, không có nghĩa là nói rằng những thứ như bệnh tật có thể được xua đuổi và chúng sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đúng hơn, nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng sẽ không thể cản trở chúng ta thực hành trên con đường của mình. Để điều này xảy ra, chúng ta cần, thứ nhất, loại bỏ thái độ hoàn toàn không muốn đối mặt với bất kỳ đau khổ nào. Và thứ hai, trau dồi thái độ thực sự vui vẻ khi đau khổ xuất hiện, bỏ thái độ hoàn toàn không muốn chịu đựng. Hãy nghĩ về tất cả những phiền muộn, lo lắng và bực bội mà chúng ta phải trải qua khi luôn coi đau khổ là điều bất lợi, điều cần phải tránh bằng mọi giá. Bây giờ, hãy nghĩ về hai điều. Điều này vô dụng như thế nào và nó gây ra bao nhiêu rắc rối. Tiếp tục suy ngẫm về điều này nhiều lần cho đến khi bạn hoàn toàn được thuyết phục. Sau đó, hãy tự nói với bản thân mình: từ giờ trở đi, dù tôi phải chịu đựng bất cứ điều gì, tôi sẽ không bao giờ trở nên lo lắng hay cáu kỉnh. Hãy lặp đi lặp lại điều này trong tâm trí bạn và lấy hết can đảm và quyết tâm của bạn. Đầu tiên, hãy xem nó vô dụng như thế nào. Nếu chúng ta có thể làm điều gì đó để giải quyết một vấn đề, thì không cần phải lo lắng hay không hài lòng về nó. Nếu chúng ta không thể, thì lo lắng hoặc không hài lòng về điều đó cũng chẳng ích gì. Miễn là chúng ta không lo lắng và cáu kỉnh, thì sức mạnh tâm trí của chúng ta sẽ cho phép chúng ta dễ dàng chịu đựng ngay cả những đau khổ khó khăn nhất. Nhưng trong khi chúng ta bị chi phối bởi lo lắng, ngay cả vấn đề nhỏ nhất cũng trở nên vô cùng khó đối phó, bởi vì chúng ta có thêm gánh nặng về tinh thần không thoải mái và bất hạnh. Ví dụ, hãy tưởng tượng, cố gắng loại bỏ ham muốn và sự ràng buộc đối với người mà chúng ta thấy hấp dẫn, trong khi tiếp tục tập trung vào những phẩm chất hấp dẫn của họ. Tất cả sẽ vô ích. Cũng giống như vậy, nếu chúng ta chỉ tập trung vào nỗi đau do đau khổ mang lại, chúng ta sẽ không bao giờ có thể phát triển sức chịu đựng hoặc khả năng chịu đựng nó. Đừng bám vào tất cả các loại khái niệm do đầu óc tạo ra về sự đau khổ của bạn. Thay vào đó, hãy học cách để tâm trí không bị xáo trộn trong trạng thái tự nhiên của chính nó. Trau dồi thái độ vui vẻ khi đau khổ xuất hiện. Xem đau khổ là đồng minh để giúp chúng ta trên con đường. Chúng ta phải học cách phát triển cảm giác vui vẻ khi nó xuất hiện. Do đó, hãy sử dụng đau khổ làm nền tảng cho các thực hành sau. Thứ nhất, dùng đau khổ để rèn luyện sự từ bỏ. Đôi khi, hãy sử dụng sự đau khổ của bạn để rèn luyện tâm trí của bạn trong việc từ bỏ. Hãy nói với chính mình, loại đau khổ này không phải là điều gì đó bất công hay không chính đáng. Đó chỉ đơn giản là bản chất của luân hồi. Luân hồi quả thực là một đại dương đau khổ, vô song và không có hồi kết. Sau đó, hướng tâm trí của bạn đến sự giải thoát và giác ngộ. Thứ hai,
sử dụng sự đau khổ để vượt qua sự kiêu ngạo. Chừng nào chúng ta còn ở trong luân hồi, thì chúng ta không bao giờ độc lập, hoặc từ sự tự do, hoặc kiểm soát cuộc sống của mình. Ngược lại, chúng ta luôn lệ thuộc và phụ thuộc vào sự xót thương của đau khổ. Vì vậy, chúng ta phải loại bỏ sự kiêu ngạo và tự phụ, và chúng ta phải loại bỏ thái độ xấu xa là coi thường người khác và coi họ là thấp kém. Thứ ba, sử dụng đau khổ để thanh tẩy các hành động có hại. Nhắc nhở bản thân và nhận ra tất cả những đau khổ mà tôi đang phải trải qua và những đau khổ còn lớn hơn nữa, tất cả những đau khổ vô bờ bến đến từ những hành động tiêu cực có hại. Nhân quả là không thể sai lầm, nghiệp nhân lên vô cùng. Bạn sẽ không bao giờ phải đối mặt với những ảnh hưởng của điều gì đó mà bạn chưa làm. Bất cứ điều gì bạn đã làm, bạn sẽ là người đón nhận kết quả. Sau đó hãy tự nói với chính mình: vì vậy, nếu tôi thực sự không muốn đau khổ nữa, thì tôi phải từ bỏ nguyên nhân gây ra đau khổ, đó là tiêu cực. Hãy thực hiện một nỗ lực thừa nhận và thanh lọc tất cả những hành động tiêu cực mà bạn đã tích lũy trong quá khứ và kiên quyết quyết tâm tránh làm chúng trong tương lai. Điều thứ tư, sử dụng đau khổ để tìm niềm vui trong hành động tích cực. Hãy nói với chính mình: nếu tôi thực sự muốn tìm kiếm hạnh phúc ngược lại với đau khổ, thì tôi phải nỗ lực thực hành nguyên nhân của nó, đó là hành động tích cực. Hãy suy nghĩ về điều này một cách chi tiết và từ mọi góc độ. Sau đó, bằng mọi cách có thể, hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể làm để làm cho những hành động tích cực có lợi của bạn tăng lên. Điều thứ năm, sử dụng đau khổ để rèn luyện lòng từ bi. Hãy tự nói với bản thân mình: cũng giống như tôi, những người khác cũng bị dày vò bởi những đau khổ tương tự, hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Hãy tự rèn luyện bản thân bằng cách suy nghĩ: giả như họ có thể thoát khỏi tất cả những đau khổ này, nó sẽ tuyệt vời làm sao? Điều này cũng sẽ giúp bạn hiểu cách thực hành lòng từ bi. Điều thứ sáu, sử dụng đau khổ để trân trọng người khác hơn chính bản thân mình. Hãy rèn luyện bản thân để suy nghĩ: lý do chính khiến tôi không thoát khỏi những đau khổ như thế này là từ xưa đến nay tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình. Bây giờ, từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ trân trọng những người khác, vì đây là nguồn gốc của mọi hạnh phúc và tốt đẹp. Thật vô cùng khó khăn khi sử dụng đau khổ làm con đường, khi nó đã ập đến và đang tác động vào chúng ta. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải làm quen trước với các thực hành cụ thể để sử dụng khi bất hạnh và khó khăn ập đến với chúng ta. Nó cũng đặc biệt hữu ích và sẽ thực sự có giá trị nếu chúng ta sử dụng phương pháp thực hành mà chúng ta biết rõ nhất và chúng ta có kinh nghiệm cá nhân rõ ràng. Với điều này, đau khổ và khó khăn có thể trở thành sự trợ giúp cho việc thực hành tâm linh của chúng ta. Nhưng chỉ điều đó thôi là chưa đủ. Chúng ta cần đạt được cảm giác vui vẻ và nhiệt tình thực sự, được truyền cảm hứng từ sự đánh giá kỹ lưỡng đối với thành tích của chúng ta, sau đó củng cố điều này và làm cho nó ổn định và liên tục. Vì vậy, với mỗi thực hành của Canh vừa chia sẻ, hãy tự nói với chính mình: sự đau khổ này đã được trợ giúp rất nhiều. Nó sẽ giúp tôi đạt được nhiều loại hạnh phúc và phúc lạc tuyệt vời, được trải nghiệm trong các cảnh giới cao hơn và giải thoát khỏi sinh tử. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, đau khổ đến đâu, nó sẽ luôn mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc lớn nhất, đắng mà ngọt. Hãy làm theo dòng suy nghĩ này lặp đi lặp lại, rất kỹ lưỡng và quen với trạng thái tâm trí vui vẻ mà nó mang lại. Bằng cách quán chiếu như vậy, tâm trí của chúng ta sẽ tràn ngập hạnh phúc đến nỗi những đau khổ mà chúng ta cảm nhận qua các giác quan sẽ trở nên gần như không thể nhận thấy và không có khả năng làm phiền tâm trí của chúng ta. Đây là điểm mà bệnh tật có thể được khắc phục thông qua nhẫn. Đảo ngược thái độ không muốn đau khổ là toàn bộ cơ sở để chuyển hóa đau khổ thành con đường tâm linh của chúng ta, làm tan biến sự lo lắng và bực bội, tiếp tục ăn mòn sự tự tin của chúng ta và làm rối loạn tâm trí của chúng ta. Càng đi đến chỗ thực sự chuyển hóa đau khổ thành con đường, chúng ta càng nâng cao và củng cố tất cả sự thực hành trước đây của chúng ta.
Điều này là do lòng dũng cảm của chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Một khi chúng ta có thể nhìn thấy từ kinh nghiệm của chính mình, bằng cách nào mà sự đau khổ khiến cho việc thực hành tâm linh và phẩm chất của chúng ta nở hoa, bằng cách rèn luyện dần dần với những đau khổ nhỏ hơn, thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ có thể đối phó với những đau khổ và khó khăn lớn. Chúng ta phải tiếp tục như thế này, bởi vì việc trải nghiệm một thứ gì đó vượt quá trình độ hoặc khả năng của chúng ta là điều vô cùng khó khăn. Những bất hạnh và chướng ngại để bạn có thể phát triển sức mạnh thực hành tâm linh của mình. Đồng thời, hãy luôn luôn tự tin, vui vẻ và hạnh phúc. Khi bạn mới bắt đầu thực hành, điều quan trọng là phải tạo khoảng cách với các hoạt động xã hội thông thường. Nếu không, bị cuốn vào những bận tâm và bận rộn hàng ngày, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi tất cả những người bạn lầm lạc của bạn. Đặt ra những câu hỏi như là: làm sao bạn có thể chịu đựng được quá nhiều đau khổ, quá nhiều tủi nhục? Bên cạnh đó, nỗi lo lắng vô tận về kẻ thù, người thân và của cải sẽ làm lu mờ nhận thức của chúng ta và làm đảo lộn tâm trí chúng ta, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, khi chúng ta sẽ lạc lối, sa vào những thói quen xấu. Sau đó, trên hết, chúng ta sẽ bị cuốn đi bởi tất cả các loại đối tượng và tình huống gây mất tập trung. Nhưng trong sự đơn độc của một môi trường, nhận thức của bạn rất minh mẫn và sáng suốt. Và vì vậy, bạn có thể dễ dàng khiến tâm trí làm bất cứ điều gì bạn muốn, không chỉ để tâm trí bạn không bị ảnh hưởng bởi bất hạnh và đau khổ, mà còn có thể tự mình rút ra hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn. Điều chúng ta cần làm là không nhìn thấy những vấn đề bên trong bệnh tật, hoặc những rắc rối bên ngoài như đối thủ, hoặc những lời đàm tiếu tai tiếng như một điều gì đó không mong muốn và khó chịu. Nhưng thay vào đó, hãy quen với việc xem chúng như một thứ gì đó dễ chịu và thú vị. Để đạt được điều này, chúng ta cần ngừng xem những hoàn cảnh có hại như một vấn đề và cố gắng hết sức để coi chúng là có lợi. Rốt cuộc, một điều dễ chịu hay khó chịu phụ thuộc vào cách nhận thức của tâm trí. Khi chúng ta kiên định thực hành, chúng ta sẽ đạt được thành tựu. Tâm và tính của chúng ta sẽ trở nên thanh thản hơn và nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ trở nên cởi mở hơn và linh hoạt hơn. Chúng ta sẽ dễ hòa hợp hơn. Chúng ta sẽ can đảm và tự tin hơn. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những chướng ngại cản trở việc thực hành của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể biến bất kỳ hoàn cảnh tiêu cực nào thành có lợi cho mình, gặp thành công và mang lại vinh quang và điềm lành. Và tâm trí chúng ta sẽ luôn bằng lòng trong niềm hạnh phúc được sinh ra từ sự bình an bên trong. Để đi theo con đường tâm linh trong thời đại suy thoái này, chúng ta không thể thiếu những bộ giáp như thế này. Bởi vì nếu chúng ta không còn bị giày vò bởi sự lo lắng và bực bội, không chỉ những loại đau khổ sẽ biến mất, mà ngay cả những bất hạnh như bệnh tật, như một quy luật, sẽ tự biến mất. Nếu bạn không bất mãn về bất cứ điều gì, thì tâm trí bạn sẽ không bị xáo trộn. Vì tâm trí bạn không bị xáo trộn, nên năng lượng sẽ không bị xáo trộn. Điều đó có nghĩa là các yếu tố khác của cơ thể cũng sẽ không bị xáo trộn. Kết quả là tâm trí bạn sẽ không bị xáo trộn và cơ thể tiếp tục khi bánh xe hạnh phúc quay liên tục. Tất cả các nguyên nhân của hạnh phúc hoàn toàn nằm trong bản thân chúng ta. Chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào bất kỳ điều gì bên ngoài, có nghĩa là không có gì, dù là chúng sinh hay bất cứ điều gì khác, có thể gây hại cho chúng ta. Và ngay cả khi chúng ta chết, thái độ này sẽ theo sau, để chúng ta luôn luôn, luôn luôn tự do và kiểm soát. Tuy nhiên, những người vô minh chạy theo những đối tượng và hoàn cảnh bên ngoài với hy vọng tìm thấy hạnh phúc. Nhưng bất kể hạnh phúc họ tìm thấy dù lớn hay nhỏ, nó luôn luôn không thể kiểm soát được. Tất cả đều nằm trong tay người khác. Nếu mọi nỗ lực của bạn đều sai lầm và dựa trên điều gì đó không đáng tin cậy, chúng sẽ chẳng mang lại gì ngoài sự mệt mỏi cho tinh thần, cảm xúc tiêu cực cho linh hồn và đau khổ cho chính bạn. Những suy nghĩ trong tâm trí của bạn định hình thực tế của bạn. Bạn có nhận thức được những gì bạn đang nghĩ đến từ ngày này qua ngày khác hay không? Hãy dành một chút thời gian bây giờ để dừng suy nghĩ của bạn lại, hít một hơi thật sâu và để chúng ra đi mà không phán xét.
Tất cả chúng ta đều liên tục suy nghĩ về rất nhiều điều khác nhau trong suốt cả ngày của chúng ta. Có một sức mạnh trong thời điểm hiện tại, vì tâm trí là vô hạn, học cách làm im lặng những suy nghĩ không cần thiết sẽ cho phép bạn điều chỉnh những điều bạn muốn nghe. Đây là cách bạn rung động năng lượng của mình lên một mức độ ý thức cao hơn vào bản thân thật sự của bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Cảnh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Cảnh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Cảnh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Cảnh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.